Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp đua full carbon Willy, một thương hiệu của Ý và được sử dụng một bộ cấu hình cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano. Đó là full một set Shimano 105, vành bánh của xe là 700C, sử dụng vành và Mayer là của thương hiệu Mavic. Một cái thương hiệu vành rất là nổi tiếng của Pháp. Xe này thì rất hiếm khi là bên em về được, và mỗi lần về thì các bác hỏi và ưa chuộng cái dòng này rất là nhiều. Đây, dòng Willy, một thương hiệu của Ý các bác nhé, của Ý rất là nổi tiếng. Đây, ở trên khung có ghi này thì Well in Italy đây, là phát triển bởi Italy các bác nhé. Đây, khung sườn thì cực kỳ là mới rồi, khung carbon và hầu như là không có một vết xước nhỏ xước rằm ở trên khung cả. Các bạn có thể nhìn này, cực kỳ là mới. Khung này gần như là không có một vết mũi đốt luôn. Đó, mới tinh. Đó, khung carbon các bạn nhé. Và được sử dụng một bộ cấu hình rất là cao cấp của dòng Shimano, đó là dòng Shimano 105. Năm với 11 tầng nít và 2 tầng đĩa, cho xe có 22 tốc độ khác nhau. 105 này full hết từ đùi trục rỗng này và cặp phanh luôn các bác nhé. Tay lắc rồi cùng phanh 3 mảnh là full hết một set Shimano 105 lip luôn nhé các bác nhé, lip 105 này. Cấu hình rất là tốt. Và vành bánh của xe là vành 700C, sử dụng quả vành của Mavic, vành Mayer Mavic. Vành này có cúi đổ các bác nhé. Một cái thương hiệu sản xuất vành rất là có tiếng của Pháp. Các bác nghe cái tiếng nổ của những cái vành chính hãng nghe nó khác hẳn, nghe rất là êm. Và chủ cũ họ cũng có để lại cho xe một cái bê đan đi vòng luôn các bác nhé, đi chạy bật đạn này. Và giá xe thì em sẽ công bố cuối video các bác nhé. Cái xe này có cái mức giá rất là hợp lý, cuối video em sẽ thông báo. Và bây giờ em sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 53 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe này nó có cái size nó khá là lớn, sẽ dành cho các bác đi từ khoảng 1m68 đến 1m78-80 thì phù hợp. Thì dòng 105 này thì không cần phải nói quá nhiều nữa rồi. Các bác mà chơi xe thì chắc chắn cũng phải biết đến cái dòng này, cái dòng quốc dân trong dòng rốt, dòng xe đua. Các bác chơi xe tiên dụng cái dòng này rất là nhiều, dòng cao cấp Shimano 11 tầng lip và 2 tầng đĩa, rồi 22 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì quá là mượt mà rồi. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 17.900.000 các bác nhé. Một cái mức giá mà rất là tốt cho một chiếc xe khung carbon đến từ thương hiệu Ý và sử dụng full một set Shimano 105 cộng với vành bánh là vành Mavic của Pháp. Thì 17.900.000 và được bao ship toàn quốc với các bác, và chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông
để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.